sữa canxi hữu cơ đến từ Hoa Kỳ đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Anh ơi, mở giúp em. Wow! Ta-da! Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập container nha mọi người. Mọi người ơi, những ai đang bị xương khớp vừa mới bị hay là đã bị lâu năm rồi và đang tìm kiếm một dòng sản phẩm giúp cải thiện các triệu chứng về đau nhức xương khớp nè, tê bì chân tay hay là ngăn ngừa các vấn đề về xương khớp hiệu quả và có thể bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho cơ thể, thì hãy chú ý xem hết video clip này của Trang nha. Trang sẽ chia sẻ một dòng sữa hỗ trợ xương khớp mà Trang rất là ưng ý. Không những an toàn, lành tính, hiệu quả lâu dài mà còn rất là thơm ngon, rất là dễ uống nữa. Bản thân Trang đã dùng và người thân của mình cũng đã dùng rồi. Cho nên là nhìn thấy phần lớn mọi người dùng sữa canxi hữu cơ này rất là tốt. Cho nên Trang cũng muốn giới thiệu cho tất cả mọi người được biết. Helicanxi cải thiện rất là tốt cho những người đang gặp các vấn đề về xương khớp. Mọi người nếu như tin tưởng thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này hoặc có thể gọi điện thoại ngay về số hotline đang ghi trên màn hình để được tư vấn và nhận ưu đãi đặc biệt giảm giá cho mỗi lon sữa Helicanxi, và mua 3 thì sẽ được tặng 1, mua 4 tặng 2, mua 6 tặng đến 3 lận và còn được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo sủng cá mập, và mua cả một thùng thì chúng ta sẽ được giảm trực tiếp 5 triệu đồng. Wow, chỉ có trên livestream này thôi nha mọi người. Và đây là dòng sữa canxi hữu cơ, dòng sữa hỗ trợ xương khớp rất là tốt mà Trang đã tin dùng. Trang rất là yên tâm và tin tưởng sử dụng nó, cho nên là cũng muốn giới thiệu với mọi người đó. Và bây giờ Vân Trang sẽ pha sữa uống ngay tại đây để review cho mọi người chất sữa như thế nào, thơm ngon ra làm sao nha. Mọi người thấy không, hộp sữa này một lon tới tận 900 gram lận đó. Một ly nước ấm ấm như thế này thì chúng ta sẽ pha tầm khoảng 5 muỗng sữa nha mọi người. Mọi người biết không, vì Trang mua cho ba mẹ và người thân của mình sử dụng, cho nên Trang đã phải tìm hiểu rất là kỹ các loại sữa hỗ trợ xương khớp, sản phẩm nào tốt nè, an toàn cho sức khỏe và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì Trang mới lựa chọn. Và sữa Helicanxi có nguồn gốc nhập khẩu từ Mỹ, được cơ quan nhà nước cấp phép. Trước hết là thấy sữa rất là thơm, rất là ngon á nha mọi người. Vị thơm, dịu nhẹ, uống là ghiền. Uống cảm thấy là mình rất là êm bụng nữa. Bởi vì như mọi người biết thì có những người rất là dễ bị táo bón khi mà uống sữa hỗ trợ xương khớp, đặc biệt là đối với những ai mà bị đau bao tử á. Nhưng mà khi mà cả nhà Trang uống Helicanxi thì mình cảm thấy là rất là êm bụng luôn, không có tình trạng táo bón gì cả. Im ru à. Và Trang cũng đã đọc feedback của rất nhiều người sử dụng thì cũng rất là mê điều này ở sữa Helicanxi đó mọi người. Thơm quá. Và sữa này hoàn toàn không có ngọt, cho nên là những ai bị mắc bệnh tiểu đường cũng yên tâm sử dụng nha. Mọi người thấy không, khi mà Trang uống hết ly sữa, mọi người cũng không có thấy một tí cặn nào ở đây cả. Nói như vậy để mọi người thấy rằng sản phẩm sữa này với chất sữa rất là mềm mịn, pha một cái là nó tan hết luôn. Cho nên là mọi người yên tâm là thành phần ở đây, sữa khi mà vào cơ thể của mình có thể hấp thụ được nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất đó.
cả nhà ơi, ba mẹ của mình thì hầu hết đều đã có tuổi hết rồi phải không? Mà tuổi cao thì sức khỏe cũng đi xuống nè, xương khớp lại yếu kém, hay bị đau nhức nhiều, cho nên nhiều khi ảnh hưởng đến sức khỏe, không thể đi lại bình thường được, rồi ốm yếu, không ăn uống được gì. Phải nói là khi mà Trang nhìn thấy ba mẹ của mình như vậy thì xót xa lắm, thương lắm. Cho nên khi mình có thể giúp ba mẹ phòng tránh được các vấn đề về xương khớp ngay từ sớm thì đó mới thật là một cái món quà giá trị vô cùng đó mọi người. Cho nên là Trang nghĩ rằng hộp sữa Helicanxi này mới là món quà sức khỏe quý giá mà ba mẹ muốn nhận được. Chia sẻ với cả nhà là mấy năm trước thì mẹ Trang cũng hay đau nhức chân tay lắm, cho nên là cả ngày cứ lúc nào mẹ cũng cảm thấy rất là uể oải luôn. Và Trang đã mua Helicanxi về cho mẹ dùng và bắt ba cũng uống cùng với mẹ. Thì ba mẹ Trang rất là thích nha, ngày nào cũng 2-3 ly đều đều. Và cho đến giờ thì thấy là tình trạng sức khỏe cải thiện hẳn ra. Hiện tại Trang thấy thì trên thị trường có rất là nhiều những loại sữa khác nhau và không biết là thật giả như thế nào, cho nên là mọi người cũng rất là khó để có thể chọn lựa được những cái sữa tốt để mua cho ba mẹ dùng. Vậy thì hãy để lại số điện thoại ngay dưới đây để Vân Trang có thể cho nhân viên tư vấn gọi điện thoại tư vấn cho mọi người ha. Trang đã dùng rồi, ba mẹ của Trang cũng đã dùng rồi, và Trang có thể lấy uy tín của mình để có thể đảm bảo với mọi người sữa canxi hữu cơ này là rất tốt cho sức khỏe của những người cần bồi bổ sức khỏe nè, cần bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là những ai cần cải thiện sức khỏe về vấn đề xương khớp nha cả nhà. Với những ai có ba mẹ đang gặp vấn đề về xương khớp như là đau nhức, loãng xương, thoái hóa, tê bì chân tay thì có thể mua ngay về cho ba mẹ của mình dùng nha. Mọi người biết không, công việc của Trang cũng vậy nữa. Đối với Trang thì Trang là đòi hỏi phải có một cái sức khỏe dẻo dai, phải tốt, bởi vì hàng ngày là mình phải quay phim, chụp ảnh ở ngoài trời, rồi vận động cũng khá là nhiều nữa. Cho nên là sức khỏe xương khớp đối với Trang là vô cùng quan trọng luôn. Và thời gian trước á, thì do là tần suất làm việc của mình khá là dày đặc, cho nên là xương khớp của Trang cũng hay bị đau. Mình leo lên lầu là mình cảm thấy là mình rất là đau nhức đầu gối nè, rồi có những cái dấu hiệu thoái hóa rất là rõ ràng, như là mình bị thoái hóa đốt sống cổ hay mỏi vai gái đó. Rồi chân tay của mình khi mà đụng nước vào thì nó cũng hay sưng những cái khớp, gây rất là nhiều khó khăn cho Trang trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên là Trang cái khoảng thời gian đó là Trang cũng rất là lo lắng, không biết là mình phải tìm một cái giải pháp như thế nào cho sức khỏe của mình. Nhưng mọi người biết không, sau một thời gian ngắn khi mà Trang sử dụng sữa Helicanxi thì Trang đã không còn thấy đau, đi lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vận động cũng thoải mái hơn nữa, và cảm thấy là người của mình dẻo dai ghê luôn á. Uống thêm một thời gian thì Trang thấy là các vấn đề như là tai bị chân tay nè, ngứa ngáy hay là nhức mỏi ở hốc mắt, sụt cân này kia nọ, hoàn toàn là mình được cải thiện rất là tốt luôn. Bên cạnh đó thì Trang còn thấy cơ thể của mình linh hoạt hơn, vận động lúc nào cũng dẻo dai hơn, làm gì cũng dễ dàng hơn, rồi dần dần thì các cơn đau cũng không còn nữa. Và Trang đặc biệt là không còn sử dụng thuốc tây để giảm đau. Đó, cho nên là Trang cảm thấy rất là vui nha. Ăn uống cũng cảm thấy ngon miệng hơn rất là nhiều nữa. Ngủ một mạch từ tối cho tới sáng luôn. Mà mọi người biết giấc ngủ thì rất là quan trọng với chúng ta, bởi khi mà chúng ta mệt mỏi chỉ cần ngủ ngon thôi là thế nào sáng dậy là người mình cũng khỏe khoắn hẳn ra luôn. Da dẻ thì hồng hào, không có biến chứng gì nữa. Cả nhà mình ơi, ai đang gặp vấn đề về xương khớp thì nên chọn uống sữa Helicanxi để hỗ trợ xương khớp này. Duy trì uống và uống càng sớm càng tốt nha mọi người. Những người mà gặp vấn đề về xương khớp thì hay đi lại khó khăn nè, ăn uống thì cũng phải kiêng khem nữa, thành ra là mình bị thiếu chất, dẫn đến không có năng lượng để làm việc, sinh hoạt, cho nên lúc nào người cũng mệt mỏi, cảm thấy bị đuối sức thì phải bổ sung ngay sữa Helicanxi này mới có thể cung cấp được đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể của mình nha. Mọi người biết không, có đủ dinh dưỡng thì mình mới khỏe khoắn được, mà người khỏe thì làm gì cũng khỏe thì mới có thể kiếm ra tiền được nha mọi người. Ngoài ra thì với ly sữa Helicanxi còn giúp cải thiện các biến chứng khổ sở của bệnh xương khớp. Khi mà người khỏe rồi thì không lo gì các vấn đề xương khớp nữa nha, đúng không mọi người? Những người thân của Trang nè, ai uống thì cũng khen và cảm nhận được là cơ thể của mình khỏe hơn rõ ràng và làm việc hiệu suất tăng hơn rất là nhiều. Mọi người hay đùa nhau là sữa xương khớp quốc dân luôn đó mọi người ơi. Cũng không phải tự nhiên mà Trang chọn Helicanxi này uống đâu. Trang cũng đã phải tìm hiểu rất là kỹ lưỡng nguồn gốc, thành phần và có được cơ quan nhà nước cấp phép hay là không. Trang tìm hiểu cả tháng trời luôn, cho nên là cảm thấy yên tâm lắm. Và Trang đã mua một combo dùng liền 2 tháng luôn. Và kết quả là ngoài mong đợi. Cho nên là Trang uống là Trang cảm thấy là sức khỏe của mình nó cải thiện rất là tốt. Uống lâu dài cho tới bây giờ luôn á. Và thành phần chính của canxi hữu cơ là loại canxi có cấu tạo giống như là canxi trong cơ thể của mình vậy đó mọi người. Giúp tái tạo, phục hồi các mô xương khớp một cách nhanh chóng,
Ngoài ra thì sữa còn có nano canxi giúp bổ sung cho xương chắc khỏe, và thêm sữa non giúp bổ sung dinh dưỡng cho những ai thiếu hụt chất như là vitamin D3 nè, aquamin F giúp tăng cường canxi tập trung vào những vùng xương khớp bị yếu để mình có thể mau chóng phục hồi, giúp xương rắn chắc và phát triển hơn. Trang thấy có rất là nhiều người uống sữa rất là vui nha. Nhiều người uống sữa xong rồi mình được nâng cao sức khỏe và nâng cao được luôn chất lượng cuộc sống của mình, làm cho Trang cũng cảm thấy rất là hạnh phúc mà muốn giới thiệu cho mọi người được nhiều hơn. Trang hy vọng là qua chia sẻ của mình thì cũng sẽ có rất là nhiều người có thể lựa chọn Helicanxi để sử dụng nhằm nâng cao sức khỏe xương khớp nha cả nhà. Và cách uống rất là đơn giản thôi mọi người ơi, chỉ cần 2 ly đều đặn cho mỗi ngày đã là rất tốt rồi. Sáng thì chúng ta sẽ uống 1 ly, tối uống 1 ly trước khi đi ngủ là xong. Trang cũng muốn chia sẻ lại cho những ai mà vừa mới vào livestream cũng có thể theo dõi kịp nha. Đó chính là cả nhà mình, ai đang gặp những vấn đề về xương khớp như là đau mỏi cổ vai gáy nè, đau đốt tay đốt chân, đau dọc xuống vùng thắt lưng, hay là người thân nào của mình đang bị mắc phải và muốn mua và sử dụng Helicanxi thì mọi người có thể mua ngay trong dịp này nha, ngay trong livestream của Vân Trang, bởi vì bên công ty đang có một chương trình ưu đãi rất là đặc biệt luôn, dành ra 99 suất cho 99 người đặt hàng sớm nhất đó. Và mỗi ngày sẽ giảm trực tiếp 500.000 trên một lon sữa. Mua 3 tặng 1, mua 4 tặng 2 và mua 6 thì được tặng tới 3 luôn đó mọi người ơi. Và mua 1 thùng thì được giảm tới 5 triệu lần đó. Quá là hấp dẫn luôn đúng không mọi người? Mọi người ơi, ai mà muốn mua thì có thể để lại số điện thoại của mình ở dưới comment nha. Hoặc là mọi người có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số hotline đang được ghi trên màn hình để có thể được tư vấn và được ưu đãi ngay trên livestream này của Trang nha. Trang cũng vừa mới mua 1 thùng xong, rẻ lắm luôn. Về là dùng liền, dùng dần, hạn sử dụng tới 2 năm lận, cho nên mọi người có thể yên tâm ha. Với những ai bị xương khớp thì tranh thủ mua đi, hết ưu đãi mình mua giá gốc thì chắc là hơi đắt hơn một chút xíu. Gì thì gì nha mọi người, nhất định là chúng ta phải ưu tiên sức khỏe là trên hết. Có sức khỏe là có tiền, là có thành công thôi. Đặc biệt là với những ai đặt hàng qua livestream của Vân Trang thì sẽ được tặng ngay một mã giảm giá trị giá lên tới 40%. Wow, 40% lần đó nha mọi người. Và với điều kiện rất là đơn giản, để lại số điện thoại trực tiếp ở bên dưới bài chia sẻ này của Trang thôi. Đây mọi người có thể quan sát ha, lon sữa canxi hữu cơ này là lon thiết 900g nha cả nhà, tức là nó nặng gần tới 1kg luôn á, rất là nặng. Và so với các loại sữa cùng loại khác trên thị trường thì khối lượng nhiều hơn nha, mà giá cả chỉ ở mức tương đương thôi. Tức là khi tất cả chúng ta mua sữa Helicanxi này thì sẽ tiết kiệm được hơn rất nhiều so với các loại sữa cùng loại khác trên thị trường, mà công dụng thì chỉ có tốt hơn mà thôi. Trang cũng chúc cho cả nhà mình luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an ha. Đó, như mọi người thấy bây giờ Trang lúc nào cũng rất là rạng ngời, da dẻ thì bắt đầu sáng và hồng hào ra. Bởi vì khi uống sữa Helicanxi này không chỉ tốt cho xương khớp của mình, mà ngay cả về vấn đề tiêu hóa nè, cũng như là giấc ngủ của mình cũng được ngon hơn. Cho nên là chất lượng cuộc sống của Vân Trang cũng tăng lên đáng kể luôn đó mọi người. Mọi người biết không, Trang đã đích thân sử dụng và cảm thấy rất là hiệu quả, cho nên Trang cũng muốn giới thiệu đến với mọi người. Trang đã sử dụng combo 4 hộp và cảm thấy là rất là tốt, cho nên là Trang cũng đã mua cả một thùng cho Trang nè, rồi cho cả nhà của Trang nữa, cho ba mẹ của mình nữa. Với những ai đang có vấn đề về xương khớp, vừa mới bị hay là đã bị lâu năm rồi thì hãy dùng ngay sữa Helicanxi này nha mọi người. Helicanxi, đây là sản phẩm mà Trang đã tin dùng.